Xin chúc mừng huấn luyện viên Kim Sang-sik với lần đầu tiên trở thành huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia. Cảm xúc của ông như thế nào khi nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam? Tôi đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được trở thành huấn luyện viên trưởng. Tôi vui mừng khi được có cơ hội tham dự lễ công bố này, gửi lời chào đến toàn thể nhân dân Việt Nam. Ông có thể chia sẻ là mất bao nhiêu lâu để ông suy nghĩ và cuối cùng là đưa ra quyết định là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam? Sau khi chia tay K-League, tôi quan tâm bóng đá Đông Nam Á. Khi có đề nghị trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi không băn khoăn chần chừ nào hết. Tôi cảm thấy vinh dự, tuyệt vời và sẵn sàng chấp nhận thử thách này. Như ông cũng đã chia sẻ trong bài phỏng vấn của mình, cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh và cũng có những điểm cần phải cải thiện. Và theo ông thì đâu là điều ấn tượng nhất với các cầu thủ bóng đá Việt Nam? Tôi chưa hiểu hết cầu thủ Việt Nam, nhưng qua theo dõi của mình, tôi ấn tượng với nhiệt huyết của cầu thủ Việt Nam trên sân cỏ. Tôi hy vọng sẽ thúc đẩy được nhiệt huyết này cùng các điểm mạnh để mang về chiến thắng cho đội nhà. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam như một gia đình và huấn luyện viên Park Hang-seo thì luôn được coi là một người cha. Vậy thì ông có những học hỏi gì về điều này và ông sẽ xây dựng đội tuyển Việt Nam như thế nào khi mà ông làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam? Tôi cũng được lắng nghe, tìm hiểu và biết tình cảm của huấn luyện viên Park Hang-seo với các cầu thủ Việt Nam. Ông ấy vẫn thường xuyên hỗ trợ cho các cầu thủ và tôi muốn học hỏi điều đó. Tôi rất kính trọng huấn luyện viên Park Hang-seo và tôi cũng muốn mình có thể chia sẻ với các cầu thủ và xây dựng mối quan hệ tốt với họ như ông ấy. Tôi được biết các cầu thủ gọi huấn luyện viên Park Hang-seo là Papa. Tôi cũng muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết như vậy để có thể trở thành một người anh của các cầu thủ. Có một hình ảnh rất thú vị mà các cổ động viên Việt Nam đã theo dõi rất là nhiều trong những ngày vừa qua. Đó là hình ảnh ông ăn mừng chức vô địch cùng với câu lạc bộ Gyeongbuk vào năm 2021 sau khi ông lần đầu tiên giành chức vô địch Hàn Quốc. Ông có thể chia sẻ lại cái khoảnh khắc đáng chú ý cùng với điệu nhảy của mình. Thời điểm đó, tôi có niềm vui rất lớn khi ngay trong lần đầu tiên làm huấn luyện viên, tôi đã giành chức vô địch. Và tôi hy vọng có thể thể hiện điệu nhảy này của mình cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thấy khi đội tuyển quốc gia đạt được kết quả tốt. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Kim Sang-sik với buổi phỏng vấn ngày hôm nay.